Sáng nay tại khu vực bãi tàu cá phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho ngư dân thành phố Hạ Long, tạo lập tài khoản công dân điện tử, cài đặt ứng dụng Smart Quảng Ninh, ứng dụng Bluezone phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn ngư dân sử dụng, nộp hồ sơ lĩnh vực thủy sản qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản và trao tặng áo phao cho 30 hộ ngư dân có nhu cầu hỗ trợ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.